Và sau cùng, Thanh Trang xin kính mời quý vị theo dõi sinh hoạt cộng đồng mừng đại lễ Phật Đản năm 2641 tại chùa An Lạc, High Point, North Carolina do Tú Linh SBTN North Carolina thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý khán giả. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 2017. Chúng tôi có mặt tại chùa An Lạc, High Point, North Carolina để tỏ lòng thành kính tri ân Linh Đức Thế Tôn và cũng để thể hiện tinh thần tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni thuộc các chùa trong tiểu bang North Carolina đã quyết định tổ chức một ngày đại lễ Phật Đản chung cho tiểu bang North Carolina lần thứ hai tại chùa An Lạc. Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Kính mời quý vị theo dõi. Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh là ngày lễ trọng đại của toàn thể Phật giáo đồ trên khắp năm châu. Đó là ngày báo hiệu đấng từ phụ thị hiện thế gian này, rêu rắc ánh sáng trí tuệ và từ bi. Ngài đã thắp sáng ngọn đèn tâm bằng cả trái tim mình để soi đường, dẫn lối, đưa nhân loại về bến giác ngộ. Năm nay, chùa An Lạc nhận trách nhiệm tổ chức đại lễ Phật Đản chung cho tiểu bang North Carolina lần thứ hai với sự chứng minh của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni thuộc các chùa trong tiểu bang. Vì sao chúng ta phải cử hành một lễ Phật Đản chung? Vì chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni muốn tuyên dương giáo lý của Phật Đà, vì muốn dương cao ngọn cờ tăng già hòa hợp tứ chúng đồng tu, vì muốn xóa đi các sự phân biệt tông phái hay các Phật tử chùa này chùa kia, vì muốn phá tan đi tinh thần bè phái đệ tử của thầy này thầy kia. Chúng ta là Phật tử quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng ở mười phương chứ không riêng ở một chùa nào, trong đường hướng tán dương ngôi tam bảo và cổ xí sự hòa hợp như đã nói trên, và trong không khí thiêng liêng của ngày giảng sanh. Đức từ phụ, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được phép tuyên bố khai mạc đại lễ Phật Đản năm thứ 2641 chung cho các chùa trong tiểu bang North Carolina lần thứ hai, và thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị Phật tử, đồng bào, đồng hương một mùa Phật Đản an lành và hạnh phúc, trong lòng từ bi bình đẳng và trí tuệ như thật của chư Phật. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý khán giả, quý thính giả của đài SBN. Kính thưa quý vị, đây là lần thứ hai chư tăng ni và Phật tử ở tại tiểu bang North Carolina cùng nhau tổ chức một cái đại lễ quan trọng để kính mừng ngày Đức Từ Phụ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã đản sanh ở tại cuộc đời và đem lại những hạnh phúc an lạc cho mọi người. Và kính thưa quý vị, trong cái ngày lễ quan trọng như thế này, cái điều quan trọng là ở chỗ sau vài chục năm tại tiểu bang North Carolina, chư tăng ni và Phật tử đã đoàn kết và hòa hợp cùng nhau tổ chức, đồng thời học được những cái điểm đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam chúng ta. Trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị một hưởng một mùa Phật Đản thật là vui tươi, hạnh phúc. Và kính nguyện chư Phật thường gia hộ cho gia đình quý vị luôn được an lạc, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chị cho biết là những cái sinh hoạt hàng tuần chị dạy các em về những cái gì? Chương trình chúng tôi dạy thì Phật Pháp. Ngoài chúng tôi ra thì thầy, hàng tháng thầy có dạy một bài cho tất cả đoàn sinh và huynh trưởng cùng nghe. Rồi ngoài ra thì trong Phật tử của chúng tôi thì có các ngành khác nhau, theo độ tuổi khác nhau, do vậy cho nên phải chia ra dạy, cũng dạy Phật Pháp. Mà chúng tôi muốn Phật Pháp mà đi sâu vô trong tâm trí các em á, thì chúng tôi dạy tiếng Việt. Dạy tiếng Việt là một cơ bản
cái nơi mà chúng tôi cho là quan trọng nhất, nó mới tỏa ra những cái khác. Cho nên là chúng tôi dạy tiếng Việt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Pháp Danh Trí Dũng. Hôm nay về chùa An Lạc. Trước là lễ bái cái ngày của Từ Phụ. Nhưng mà tất cả chúng ta luôn luôn mong cầu nguyện để cho tất cả tăng già tu chứng để dẫn dắt tất cả chúng sanh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Em pháp danh là Tịnh Khiết. Hôm nay em đến chùa An Lạc. Em rất vui vì mùa lễ Phật Đản em được đi đến các chùa để dự lễ. Có gì bằng hơn là mình là người con Phật, mình nên những mùa lễ Phật Đản, những đại lễ lớn này thì em mong là quý Phật tử hãy cùng nhau về chùa để dự lễ mùa Phật Đản này. Dạ, em xin kính chào quý vị. Tú Linh tường trình từ High Point, North Carolina. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin được tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9:30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thanh Trang xin được kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.